anh chị và các bạn, chúng ta sẽ đi một vòng ở cái vùng quê này. Hôm nay chủ nhật, em có chuyến đi về quê rồi, sẵn chia sẻ với các anh chị và các bạn những hình ảnh dưới quê, để mình thay đổi sắc màu nha. Đây là hoa, hình như là hoa giống như hoa đậu biếc vậy đó. Đây là những cái nhà mà ở trong vườn nè. Đường này là đường tỉnh thôi, đường xuyên huyện, ta gọi là tỉnh lộ, là những con lộ đi ra tỉnh đó. Ở đây người ta trồng sầu riêng rất là nhiều luôn đó. Phía sau đây là vườn sầu riêng nè. Thì hôm nay trong nhà nội có cái đám cưới của thằng em, rồi sẵn quay chia sẻ với bà con cô chú anh chị những cái hình ảnh đám cưới ở dưới quê. Ở đây người ta trồng hoa rất là nhiều ha, trồng hoa cặp bên đường thôi. Ở dưới quê mà trồng cây thoải mái. Đó, con đường quê nè, có con đường nhỏ đi qua. Bên đây là cái con kênh nhỏ. Đó, ngày xưa thì người ta di chuyển bằng đường thủy rồi, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa ha, nên con kênh này bỏ không thôi. Đó, đi qua con kênh là một cái ngôi nhà. Rồi chúng ta đi vô nhà nội chơi nha. Wow, con chó bự quá. Chó. Không quen, lâu quá không có về nên không quen. Cây cổng, cổng đám cưới làm bằng lá dừa, cổng làm thủ công. Ở Sài Gòn thì cổng làm theo kiểu công nghiệp hiện đại. Rồi đường sáo này làm đẹp quá ha. Đẹp không con? Đẹp. Có gì tới hay gì? Dạ, con về hồi 9 giờ. Đám cưới được con của Dượng Sáo. Đây là Dượng Sáo. Đây là mấy đứa em. Còn nhà bên đây là nhà nội, bên kia nhà của Dượng. Hai nhà cách nhau một cái bức tường ha. Ở quê thì nhà cũng đơn giản thôi. Bây giờ mình đi ra ngoài sau bếp nha, mình xem cảnh nấu nướng ở đám cưới quê thế nào nha. Đây bạn Nị đang làm gì vậy? Chưa hết ăn uống rồi. Chưa gì hết ăn uống rồi. Chưa có gì ăn. Đây chúng ta đi ra bếp nha. Wow. Là gà nướng. Giống như ở ngoài quán á, ta quay. Này gọi là gà nướng ha. Này ướp mật ong rồi gia vị. Còn đây là phần mộ của bà nội, phía sau nhà luôn. Ở dưới quê người ta hay chôn cất sau khi qua đời ở phía sau nhà, tại vì nhà vườn rộng mà.
Ao này bèo. Này nấu nướng vui. À, con vịt quá trời bự luôn. Con vịt này làm gì hả con? Cháo. Cháo. Con nửa thịt đảo. À. Con này chắc là 4 kg ha. À, này là đâm hành tỏi. À cô Sáu, trời nãy giờ con nhìn không ra. Dạ. Nãy giờ cô Sáu con nhìn không ra. Trời ơi. À, còn đây là rau cần dày lá, tầng dày lá nè, trị ho đồ nè. Đó là cái lá này nó rất là thơm, mình nấu canh chua ăn cũng được nè. Nấu canh chua mình sắc nhuyễn mình bỏ vô, giống như rau ngò đồ gì đó. Này quét quét muối ớt lên hả? À, giờ tới công đoạn quét muối ớt. Ồ thấy muối quá trời, nó có mặn không? À, để bột ớt nhiều không? Bột ớt thôi chứ không phải là muối, ít muối. À, còn đây là cái dàn karaoke. À, ở dưới quê hay có cái chương trình nhạc sống trong cái đám cưới. À, đẩy qua bên đây, bên là nhà bên đây. Quay lại đi không ạ? À, còn đây là cảnh các em nhỏ các chị đang làm cái cổng trang trí, cổng hoa. À, thường như quê thì đám cưới cái cổng hoa này hồi xưa thì làm thủ công như thế này nè. À, có những kiểu cồng kềnh hơn nữa, nhưng mà kiểu này cũng đơn giản nhưng mà đẹp. Rồi bên cạnh đó thì cũng có một cái dịch vụ cho thuê cổng cưới, người ta làm sẵn những cái khung sắt rồi trang trí như ở Sài Gòn là ở đường Nguyễn Đình Chiểu, có cho thuê dịch vụ trọn gói ngày cưới rồi đó. Ở đây thì ở nhà tự làm. Này là những cái lá dừa. Dịch quá ra cái này. Cột đi hỏi văng dây sao? Cột qua trong mát này, kéo dây ra cái gọi gì? Ở bên kia rồi cột đâu, căng đâu, bên đây sao căng? Chắc phải dựng cái cây á. À. Cái này là cái khung làm bằng cái cây dừa nước nè. Đó, chặt cái khung còn lá thì mình đang để làm cái hoa văn này nè. Đó. Thiên nhiên thủ công. À, mang tính chất cổ điển. À, thường dưới quê thì đám cưới diễn ra trong 2 ngày. À, ngày đầu là họ chuẩn bị những cái món ăn rồi trang trí. Ngày sau thì rước dâu. Thì hôm nay cái đám cưới của em này là ngày đầu. Ngày đầu thì gia đình đang chuẩn bị.
Các anh chị thấy những cái cổng cưới rồi bên trong thì gắn những cái thiết bị âm thanh là đèn. Chị về rồi, chị mới ăn rồi về nhà xíu nữa chị vô. Dạ đứng ở đây. Ai ai để xíu xíu rồi này, đứng đây cho con. Gì á, cho con đó. Cho con mượn đi hỏi chị. Nghe không? Nghe. Alo. Để chờ chút. Nghe nè, nghe nè. Đang đúng không? Đây. Bên trong chỗ làm lễ thì cũng có trang trí. Chậu hoa. Chiên này là bánh xếp hả? Giờ có cái bếp này tiện ha. Bếp khè. Bếp này khè, nó không khè, bếp gọi kia khè nữa. Cái này là bếp gọi bếp nhà. Con 4 tuổi rồi ha. Dạ, bây giờ nó đang nghỉ hè. Mình có lót giấy cho nó rút dầu ha. Cái nồi khổng lồ luôn. Cái này là món gì hiếm lắm. Này nấu cà ri hả? Khìa con. À mình khìa. Vớt rồi ra hồi mình chiên lại. À này mình nấu sơ cho nó chín đúng không? Mình ăn với bánh hỏi. Cái nhỏ đâu mà nó lớn không? Nồi là mấy con vịt? Chắc 5 con vịt. 6 con á. 6 con. Nãy nữa. Rồi được rồi con. Thì bữa đám cưới đâu kêu em làm cái bông này kéo tài quá à. Bông vàng đó là bông gì hả? Bông vàng là cát tường. Ủa cái trái đó để trong đó nó bị tiệp màu không? Em thấy trên mạng ta làm vậy á. Vậy hả? Vô, bao quay phim. Miệng rồi. Bạn đọc này ăn gì á? Bánh canh. Bạn đọc này ăn gì? Ăn gì nói ơi. Hả? Bánh canh thịt vịt. Ăn được không? Được. Ngon không? Ngon không? Mưa hả? Không cho ăn. Ngoài là vừa mưa vừa nắng luôn mà. Nắng như chuyện bình thường, không lại không mưa dữ hoài. Mưa mấy cây mai này tốt. Cây mai này thấy tốt rồi, hơn Tết rồi. Hồi chiều bác bà đĩa tống lỏng, cắt ra dân tống lỏng đó rồi. Cái này cũng đây là cây đinh. Cây đinh. Rồi chúng ta đã đi về tới nhà. Hồi nãy thì bên nhà nội đang chuẩn bị đám cưới cho thằng em.
em họ. Bây giờ mình đi về nhà rồi. Đây bạn đồng nhỏ với này đi phía trước đây. Nhầm ra trước cửa. Hôm bữa thì cái đống cát này nè. Ngay đây đống cát hôm bữa có quay video đi về quê đó. Hiện nay xây cái nhà nhỏ nhỏ để đi em nó bán trứng. Các anh chị các bạn nào có ăn trứng không? Bán trứng bán nước. Quá trời trứng luôn ông ơi. Trứng lộn con vừa, lộn con nhỏ, lộn ướp mề, trứng gà, trứng cút, trứng lạc. Trứng lạc là nó không có lộn được, lộn lớn lộn nhỏ. Hồi nữa mình sẽ lấy vài chục trứng. Nhìn mặt cái biết luôn. Giờ mua này về ai ăn? Mua cho ăn chung đủ sạch trứng gà. Đó là trứng lộn, mà trứng này là trứng lạc hả? Anh Lâm ta đang đến. Hôm đấy anh 50 trứng vịt với 20 trứng gà này đấy hả? Lạc thôi. Rồi đông lửa trứng đi. 50 lạc nhiêu? 20 gà. Đông lửa lần lấy trứng gà cho nước đi. Trên trứng gì đó, trứng gì? Đồng đang cầm trứng gì vậy? Chị mẹ ơi. Lâm ơi, mở vô phòng đi nha. Nào cũng được. Làm sao mà để xe mẹ ta. Đây là đường đường tỉnh lộ. Đi theo hướng này mình sẽ đi về thị xã Cà Lậy nè. Và hướng ngược lại mình đi về Bến Tre, Ngũ Hiệp. Phà Ngũ Hiệp. Ở dưới quê nắng quá trời nắng luôn. Ồ, bạn đồng đang lựa trứng. Có anh chị các bạn nào ăn trứng không? Ship về luôn cho. Đừng có quá rồi. Từ điểm thôi, dễ lộn lắm á. Đấy, bảy 20 rồi đúng không? Có dư không? Nè, đồng phụ thiếu mút nè, đồng phụ thiếu mút nè. Thôi, nó quăng. Thôi, con, bể. Ở đây cũng có mấy cái bàn để ngồi uống nước nè. Ôi, nhả bàn. Anh đồng uống gì? Anh đồng uống gì? Ở đây có xe nước rồi. Nhìn đi vô nhà, nhà ở phía sau. Bữa cát này người ta lắp chưa hết nè, còn chút xíu nữa. Bây giờ bạn này xay nước mía nè. Ở đây nhiêu ly nha? 5.000. Không biết có để đồ phộng vô không? Lúc trước anh thấy người ta bán ở đây có để đồ phộng. Vậy hả?
nước nó chảy dưới đây nè. Ồ, bạn nào uống ngon không? Bọt kìa. Ờ, bọt hả? Rồi, quýt thôi. Rồi. Này mía này nhà trồng luôn nè. Rất là ngọt. Hả? Ờ, họ lấy theo luôn. Ừ. Rồi thôi rồi uống vô đây được rồi. Nè nè. Rồi một số hình ảnh ở vùng quê, đám cưới rồi ở ở nhà. Trứng bán trứng rồi chia sẻ anh chị và các bạn những hình ảnh ở miền Tây Thanh Bình này. Đây có dây tiêu nè. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị về Sài Gòn nha. Ở đây bữa nay em đi có mấy tiếng thôi. Đi sáng đi chiều về. Dây tiêu này cũng già rồi nè. Đó. Nên mình đem phơi nó sẽ khô màu đen. Để xanh như này mình ăn cái món gọi là bao tử hầm tiêu đó. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ đi về Sài Gòn nha. Này cái chùm ngay không? Hồi nay nó bự vậy đó hả? Bự vậy đó. Nè nó ngã nè. Ồ. Nó ngã rồi hả? Chặt nó bỏ bớt. Ồ cái gốc ở đây hả? Gốc đó. Rồi mình ăn cái nào của nó? Này nè. Lá nè. Ăn sao nói? Hả? Nhiều quá vậy. À, giờ lấy mấy lá non nè. Nè, ra này về nấu cái đậu. Mà lấy mấy lá non thôi. Chứ nhiều quá à, ăn nhiều đây như con dê. Nè, lá non nè. Ở cây này nó bự, cái cây này là hình như đem về lúc đó chưa có đồng nữa. Ê. Đó. Nhưng nó mấy năm rồi, cũng 6 năm rồi đó. Nó bò tùm lum nó nhảy mà cắt bỏ bớt. Giờ cắt cái đọt thôi, đọt nào non thôi. Ừ, nè. Vậy chứ cái lá già ăn cũng được, cái này không phải già mà ăn cũng được luôn nè. Còn nhiều chất nữa nó dễ ăn. Nè. Cái thân nó hình như là cái thân nó cũng ăn được hay sao? Cái thân người ta làm cây tà tìm ngay đó. Để phơi khô hả? Phơi khô. Cái này con lấy về phơi khô á. Nấu nước uống. Người ta làm mấy ông cây chùa cái cây này đó nó cao nó nhiều cái cạm. Người ta làm tà chùm ngay đó. Cái này tại mình bỏ chứ người ta lấy ta nấu nước uống hết trơn á. Nó nhiều cạm. Mấy ông cây chùa ăn vô mới đủ chất. Lấy không? Thôi. Nó xong rồi như vậy. Này ở đây phơi được. Mẹ nuôi nó mấy năm luôn á. Trồng cây này 5-6 năm rồi. Nó ra đọt hoài. Ngon lắm. Nó ra liên tục. Nấu nước uống tao cũng để là nấu nước uống chứ quên nữa. Nấu mà tàn. Lâu, lấy rau không? Rau ngót thì không phải ở nhà. Nhà nó nấu bên đây thì bển lắm. Anh Long lấy rau. Lấy rau không? Thì trồng ngay nó chứ dạ ngay mùa ngót vậy đó, nó nhiều đạm hơn. Ồ, bạn Đồng đang chơi gì vậy? Lâm là hamburger hả? À, trời. Rồi, chuẩn bị đi về nha. Coi đụng đầu, đứng lên đụng đầu đó. Chú ý đây nè. Rồi, vậy hả?